Hello mọi người, mình muốn chia sẻ một cái tip rất nhỏ khi mà mình setup GA4 vào trong cái domain, cái store của mọi người. Trường hợp mà mọi người đang còn làm team từ 2 người hoặc 3 người trở lên và mọi người thường login thường xuyên vào cái domain store của mình, nhưng mà cái Google Analytics GA4 thì nó vẫn đếm được cái lượng login mỗi ngày. Thì bây giờ cái cách mà để mà mình có thể track trực quan và thực tế hơn cái số lượng khách visit vô cái domain vào store của mình, thì mình có thể dùng cái cách setup này để mà mình filter ra được các IP của team mình so với IP thực tế của khách login là như thế nào. Thì cái này trước tiên là mọi người sẽ vào admin này, mọi người chọn giúp cho mình cái data filter. Ví dụ như bây giờ mình đang còn làm cho cái blog của Sangreen đi, cái IP của mình ở Hồ Chí Minh và IP là ở Hà Nội, headquarter của Sen này. Thì bây giờ mình sẽ có create filter. Giả bộ mình đang còn ở một cái tỉnh nào đó khác, hoặc là team mình có một cái bạn nhân sự ở một khu vực khác, thì mình sẽ chọn internal traffic ha. Ví dụ mình đặt tên là bạn marketing này là số 1 rồi, exclude nha. Nếu mà mình chọn include là nó sẽ bao gồm là tính cả cái IP của bạn đó, mình phải exclude. Ở dưới đây cái traffic type là mình sẽ gõ, có thể là mình tự mình đặt tên theo kiểu của marketing 1 luôn đi. Đây là cái traffic type mà mình đặt tên cho cái bạn marketing trong team của mình, để mà mình loại ra ngay khi mình check cái lượng visit vô store và cái domain của mình. Sau đó thì mình sẽ active và mình activate filter. Sau khi mình create xong, mình sẽ out ra và mình vào lại cái data stream. Mình vào lại data stream, mình chẳng hạn mình đang demo cho cái blog của Sangreen, thì mình sẽ chọn, mọi người sẽ chọn giúp mình là config view task setting này. Sau đó show more này mọi người. Trong cái show more này thì mọi người sẽ tiếp tục chọn cái define internal traffic. Rồi, tiếp tục là mình sẽ create cái internal traffic của cái bạn marketing đó, cái IP của bạn marketing đó. Ví dụ như mình đặt là marketing 1. Nãy là mình có đặt marketing 1 và cái traffic type của mình là MKT1 viết liền. Và ở đây là mình sẽ chọn là IP address equal. Equal này thì nó sẽ tương đương với cái bạn IP address của cái bạn đó. Thì đối với trường hợp mà mình đang còn lọc, tự lọc cho IP của chính mình thì mình sẽ click vô đây, mình sẽ tìm được cái my IP của mình. Nhưng mà trong khi đó cái site này là mình đã lọc rồi, mình đã setup internal, lọc cái internal traffic rồi. Thì bây giờ cái bạn này đang ở nước ngoài hoặc là ở bất cứ đâu và mình đang cần IP của bạn đó, thì mình sẽ nhờ bạn đó cung cấp cái IP. Sau khi bạn đó cung cấp cái IP của bạn đó xong, mình sẽ paste vô đây, mình paste vào đây xong thì mình sẽ create. Nó sẽ hiện hàng thứ ba ở đây là MKT1, traffic type value là MKT1 viết liền không dấu đó. Thì đây là cái cách mà mọi người giúp cho mọi người lọc cái traffic nội bộ để mà mình kiểm soát cái lượng visit vào store domain mỗi ngày nó chính xác hơn từ khách hàng. Rồi, có những cái tip trick nào hay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ tới mọi người tiếp ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.